Chào các bạn đã quay trở lại kênh YouTube mà Lợi Nguyễn. Rất vui khi mà gặp lại các bạn trong những video chia sẻ về những cái phần mềm hay. Và trong video này thì chúng ta sẽ học một cái phần mềm mới, đó là Smart Factory, một cái phần mềm không mới đối với những bạn nào thường xuyên làm việc với video và hình ảnh. Tuy nhiên đây là một cái phần mềm mới đối với những bạn chưa biết gì. Thì trong loạt bài này thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu, khám phá, vọc vạch cái phần mềm Smart Factory, một cái phần mềm rất có ích đối với những bạn nào thường xuyên làm việc với video các định dạng ha. Có một cái tin vui là phần mềm này nó hoàn toàn miễn phí, bạn không cần phải trả bất kỳ một cái chi phí nào để sổ phần mềm này cả. Và để tải cái phần mềm này thì mình có để một cái đường link ở bên dưới cái phần mô tả để quý chị và các bạn có thể tải về. Và khi tải về thì dung lượng của nó là 52 MB ha. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiến hành cài cái phần mềm này trên máy tính. Phần mềm này cài được trên cả Windows 7, Windows 8.1 và Windows 10. Quá trình cài đặt rất là easy thôi. Rồi, nó hỏi cái đường dẫn ở đâu. Ở đây thì mình cài vô cái đường dẫn mặc định. Rồi xong, đây là cái circuit của phần mềm. Mở phần mềm lên xem. Rồi, đây là giao diện phần mềm rất là sạch sẽ, ngăn nắp và trật tự ha. Đầu tiên thì khám phá cái mục language. Ở đây chỉ cho chọn tiếng Anh. Phiên bản của chúng ta là phiên bản 4.0, 4.3.0 à. Xài phiên bản mới nhất chứ không thể nào mà xài phiên bản cũ được nha. Rồi bây giờ thì sao ta? Rồi khi mà các bạn mở phần mềm lên, nó ra được như thế này thì phần mềm của bạn hoạt động tốt, không có bị lỗi. Và chúng ta sẽ sang cái video thứ hai, chúng ta sẽ khám phá cái tính năng cũng như là cái chức năng của phần mềm trong việc chuyển đổi những cái định dạng file. Mến chào quý anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube mình là Lợi Nguyễn. Chúng ta tiếp tục khám phá những cái tính năng của phần mềm Smart Factory trong việc chuyển đổi những cái định dạng file. Và trong video này thì mình sẽ hướng dẫn cho quý anh chị và các bạn chuyển đổi bất kỳ những cái định dạng video nào mà các bạn muốn. Khi mà các bạn mở phần mềm lên thì các bạn sẽ thấy những cái chuyên mục như là video, audio, pictures, document. Thì đây là những cái định dạng file mà phần mềm hỗ trợ các bạn chuyển đổi. Đầu tiên thì các bạn sẽ thấy cái điện thoại, đây là những cái định dạng dành cho những cái thiết bị điện thoại ha. Tuy nhiên thì trong video này thì chúng ta sẽ không học về những cái vấn đề liên quan đến điện thoại mà chúng ta chỉ tập trung vào vấn đề chuyển đổi file thôi. Ở đây thì bạn có thể chuyển đổi bất kỳ những cái định dạng file nào về dạng MP4, về dạng MKV, dạng GIS, dạng MOV. Đây là mẫu thì mình có một cái video thuộc định dạng MKV. Và video này với cái định dạng rất là khó chịu, bây giờ mình muốn chuyển đổi cái định dạng này về MP4 thì chúng ta sẽ chọn cái mục MP4. Các bạn muốn chuyển đổi cái gì thì các bạn kéo xuống, các bạn xem, các bạn thích thì các bạn chuyển đổi. Ở đây mình chuyển đổi MP4 thôi. Ở đây thì chúng ta sẽ tiến hành add file, tìm đến cái thư mục chứa cái video mà các bạn muốn chuyển đổi. Ví dụ như mình có cái video MKV. Sau đó thì các bạn bấm vào nút OK. Và ở đây chúng ta sẽ tiến hành bấm vào nút Start. Thì quá trình chuyển đổi nó sẽ hiển thị ở đây, cho biết bạn, nó cho biết rằng
còn bao nhiêu phần trăm nữa thì quá trình convert sẽ hoàn tất. Giờ thì chúng ta chỉ việc ngồi đợi thôi. Từ MKV chuyển về MP4 ha. Nếu như bạn chưa biết thì file MKV là một file có một cái định dạng, là một cái định dạng file rất là khó chịu. Và cái định dạng file này thì các bạn sẽ thường gặp khi tải về từ những video trên YouTube. Và MKV thì phần mềm Camtasia không hỗ trợ các bạn chỉnh sửa trên cái định dạng này ha. Vì vậy thì chúng ta cần chuyển về MP4 để nó tối ưu hơn. Cái định dạng 3GB này là cái định dạng xem phim trên những cái điện thoại ngày xưa. Bây giờ thì xài smartphone nên ít dùng cái định dạng này lắm. Embed là những cái định dạng dành cho phim chiếu rạp nè. Sau khi nó hoàn tất thì nó sẽ thông báo cho các bạn. Có một cái đoạn nhạc thông báo. Rồi để tìm một cái file sau khi convert thì các bạn bấm vào nút Output Folder. Ở đây thì như các bạn có thể thấy cái file của mình đã chuyển về MP4 ha. Đây, MP4. Và cái độ phân giải nó y như là độ phân giải gốc. Độ phân giải video gốc bạn bao nhiêu thì khi chuyển đổi thì cái độ phân giải nó giữ nguyên. Phần mềm rất là sử dụng ha, chỉ việc đưa vào và ngồi đợi nó chuyển đổi thôi. Sau khi xong rồi thì chúng ta remove nó đi để cho nó sạch sẽ. Rồi, đó là chuyển bất kỳ định dạng file nào về MP4 và bất kỳ file nào về MOV, FLV hay là AV thì các bạn cứ làm tương tự thôi. Add file, OK và bấm Start để nó chuyển đổi. Thì trong video này các bạn học được cái cách chuyển đổi bất kỳ một định dạng video nào về định dạng video mà các bạn cần muốn. Vậy là đạt yêu cầu rồi. Và chúng ta kết thúc video số 2 tại đây. Chúng ta sẽ gặp nhau trong video số 3 chuyển đổi định dạng audio ha. Mến chào các bạn hiền thân mến, chúng ta lại gặp nhau trong video số 3 trong việc học thuật phần mềm Format Factory, một cái phần mềm chuyển đổi những cái định dạng video audio. Và trong video số 3 này thì các bạn sẽ được tìm hiểu tính năng chuyển đổi những cái định dạng audio. Trong audio thì cái định dạng hay dùng nhất đó là MP3. Ngoài ra thì có những cái định dạng khác nó khô khan hơn, nó mới mẻ hơn, nhưng mà chúng ta cũng không cần biết. Trong vấn đề video thì chúng ta chỉ cần biết MP3 là được rồi. Đây là cái định dạng phổ thông hay dùng. Và khi mà các bạn muốn chuyển đổi một cái định dạng audio bất kỳ về MP3 thì chúng ta sẽ làm những bước sau đây. Chọn MP3. Còn muốn chuyển đổi những cái định dạng khác thì cứ chọn vào nó thôi. Ở đây mình chọn MP3. Tương tự thôi, add file và chọn đến cái định dạng mà các bạn cần. Ở đây mình chọn cái file audio này. Mặc dù file này là MP3 sẵn rồi thì mình chỉ thị phạm để các bạn hình dung thôi. Sau khi xong thì các bạn bấm vào nút OK, bấm vào Start để quá trình convert nó diễn ra. Thấy định dạng audio này mình cũng chưa được biết hết nữa. Có file quay nè, file quay là file chất lượng cao nhưng mà cái dung lượng nặng lắm. Xong rồi thì bấm vào Output Folder để tìm. Đây là cái file sau khi chuyển đổi MP3. Rồi bạn có thể chuyển đổi về file WAV, file WAV nè. Hoặc là những cái file nào mà các bạn cần. Nhưng mà MP3 là định dạng phổ thông nhất. Rồi. Video này là chỉ hướng dẫn cho các bạn chuyển đổi một file audio bất kỳ về MP3 hay là một cái file định dạng file mà các bạn mong muốn. Mến chào và hẹn gặp lại các bạn tiếp theo.
Xin chào, chúng ta lại gặp lại trong những video hướng dẫn về phần mềm Format Factory. Và trong video này chúng ta sẽ tìm hiểu về tính năng chuyển đổi định dạng ảnh. Ở trong tab Speaker thì các bạn sẽ thấy những cái định dạng ảnh mà phần mềm này hỗ trợ, bao gồm cả JPEG, PNG và VES. VES, nếu như bạn chưa biết thì đây là cái định dạng ảnh đọc mà các bạn thường thấy trên các website. Và file tiếp này là file khá nặng. Cái file này là file RAW của các máy. Nhưng mà không quan trọng, quan trọng là chúng ta có hai cái file phổ thông nhất, đó là JPEG và PNG ha. Để chuyển đổi một file ảnh bất kỳ về cái định dạng mà các bạn mong muốn, ví dụ như mình muốn chuyển về PNG thì mình sẽ nhấp vào nó và chọn ảnh file. Ở đây thì mình có một cái bức ảnh ở dạng JPEG và mình sẽ chuyển nó về PNG. Chúng ta bấm vào nút Start để quá trình convert nó diễn ra. Thì tùy theo cái nhu cầu mục đích của các bạn thôi, chứ không nhất thiết là chúng ta phải chuyển đổi qua lại. Ở đây mình đã chuyển về PNG rồi. Để xóa đi những cái file sau khi convert ở trong phần mềm thì chúng ta bấm vào delete, như vậy nó sạch sẽ hơn, đỡ rối mắt. Rồi, mến chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo, và đừng quên nhấn vào nút đăng ký để cập nhật những video mới nhất. Mến chào quý anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube. Trong video này thì chúng ta sẽ tìm hiểu những cái tính năng còn lại của phần mềm Format Factory, một cái phần mềm chuyển đổi những cái định dạng file miễn phí. Những video trước thì các bạn đã được học về những cái tính năng chuyển đổi video, chuyển đổi audio và chuyển đổi ảnh. Thì chúng ta sẽ tìm hiểu những cái tính năng tiếp theo của phần mềm, đó là tính năng Document. Trong phần Document này thì các bạn có thể chuyển đổi những cái định dạng như là PDF về định dạng HTML, hoặc là những cái định dạng xem trên những cái thiết bị di động. Thông thường thì những cái ebook á, các bạn sẽ chuyển đổi và xem trên di động á. Thì mấy cái này thì mình sẽ không phải nói cụ thể, mình chỉ nói chung chung thôi, tại vì ít dùng. Tiếp theo là những cái tính năng về ghi đĩa. Bạn có thể chuyển đổi cái định dạng đĩa về định dạng MKV, hoặc là chuyển đổi định dạng DVD sang những cái định dạng ISO, hoặc là ISO sang những cái định dạng CSO gì nè. Thì mấy cái này thì bạn nào làm việc trên những studio cưới thì các bạn mới dùng thôi, còn chúng ta ở đây tập trên YouTube thì ít dùng mấy này lắm. Và tính năng cuối cùng đó là tính năng ghép nối. Bạn có thể ghép hai đoạn video lại với nhau, hoặc là hai đoạn audio lại với nhau ha, hoặc là đoạn video và audio lại với nhau. Ví dụ như mình muốn ghép hai cái video thì chúng ta sẽ chọn là video genre và as hai cái video. Ở đây thì bạn có thể cắt và rớp khung hình gì nè, rất là nhiều những tính năng đó. Nhưng mà nhu cầu của mình là chỉ muốn ghép hai cái video này thôi, tại vì hai cái video này nó riêng lẻ. Chúng ta ok và bấm vào Start để quá trình ghép nối diễn ra, và chọn Output Folder. Đây là cái video sau khi ghép nối. Đúng là hai cái video mà mình đã chỉ định. Tương tự đối với audio thì các bạn có thể đưa hai cái đoạn nhạc, hai cái đoạn âm thanh để ghép với nhau, hoặc là ghép cái đoạn video và cái đoạn audio lại. Phần mềm này nó nhỏ gọn nhưng mà nó hỗ trợ rất lực. Cái phần Media Info thì mình xem nó là cái gì. Media Info là cho phép các bạn xem cái thông tin file. Ví dụ như mình đang xem thông tin của file ảnh JPEG, dung lượng file, độ phân giải của cả bức ảnh,
Redress, độ sâu đó, vân vân, thì nó cho biết cái thông tin cơ bản của một cái file thôi. Rồi, đó là những cái tính năng chủ lực của phần mềm Format Factory trong việc hỗ trợ chuyển đổi những cái định dạng file mà các bạn mong muốn. Phần mềm này hoàn toàn miễn phí và hỗ trợ đắc lực ha. Vì vậy thì khuyến cáo của mình là nếu như các bạn thường xuyên làm việc với ảnh, video thì chúng ta nên có một cái phần mềm này. Mến chào các bạn đã quay lại trong những video chia sẻ về phần mềm Format Factory, và trong video cuối cùng thì chúng ta sẽ cùng nhau gỡ cái phần mềm này ra khỏi máy tính. Trong trường hợp các bạn không xài nữa hoặc là tìm thấy một cái phần mềm nào đó nó hay hơn cái phần mềm này, thì để gỡ cái phần mềm Format Factory ra khỏi máy tính thì chúng ta có những cách sau đây. Đầu tiên thì các bạn vào Control Panel. Đây là cái cách gỡ thông thường nhất đối với ở mức độ cơ bản thôi. Ở đây thì chúng ta chọn Data và RAM thì các bạn sẽ thấy nó liệt kê cho các bạn những cái danh sách phần mềm, và các bạn chọn tên phần mềm muốn gỡ. Ví dụ ở đây mình chọn là Format Factory ha. Đây, Format Factory 4.3 này, các bạn chọn chuột phải và Unity thì nó gỡ cho các bạn cái cách thông thường. Tuy nhiên, nó sẽ để lại những cái file RAR, những cái file sinh ra trong quá trình phần mềm mình nó hoạt động, nó sẽ gỡ không có được sạch. Vì vậy thì mình khuyến cáo các bạn nên dùng một cái phần mềm thứ ba chuyên dụng hơn để gỡ những cái phần mềm. Và trong tất cả những cái phần mềm thì mình đề xuất cho các bạn đó là phần mềm Reverse Utilero. Đây là một cái phần mềm gỡ bỏ phần mềm hiệu quả, mạnh mẽ và không để lại rác. Mình sử dụng phần mềm này lâu rồi nên mình có thể đảm bảo với các bạn là phần mềm mình sử dụng rất là tốt, hiệu quả và tối ưu. Và để gỡ một cái phần mềm trong phần mềm Reverse Utilero thì nó liệt kê cho các bạn những cái danh sách. Các bạn chỉ việc chọn đúng cái phần mềm trên máy tính và gỡ thôi. Phần mềm này có hỗ trợ tiếng Việt, nó rất là dễ trong việc hiểu được những cái thao tác. Rồi ở đây mình gỡ phần mềm Format Factory và chọn chuột phải, chúng ta có lệnh là gỡ bỏ, bấm vào đây và chúng ta đợi một xíu để phần mềm này tiến hành phân tích và sao lưu những cái file directory. Sau đó thì nó hỏi bạn yes no thì chúng ta chọn yes. Và tiến hành quét đi những cái file RAR. Ở đây thì các bạn sẽ thấy những cái file directory còn sót lại ha. Thì các bạn chọn những cái file nào có chữ là Format Factory tên phần mềm mạnh, thì chúng ta đến cái dấu tích nào Format Factory nè, dấu tích để nó xóa đi những cái file directory này. Và tiếp tục nó sẽ tìm cho bạn những cái folder, những cái thư mục rác của phần mềm. Chúng ta chọn tất cả và xóa. Nó báo là những tập tin còn lại sẽ xóa sau khi mà các bạn khởi động lại. Thì chúng ta ok và hoàn tất. Thì lần khởi động máy tiếp theo thì những cái file còn lại nó sẽ bị xóa sổ luôn. Rồi, như vậy là các bạn vừa xóa đi cái phần mềm Format Factory. Nếu như các bạn không có nhu cầu sử dụng phần mềm nữa hoặc là tìm thấy một cái phần mềm nào đó nó hay hơn cái phần mềm này, thì các bạn nên gỡ phần mềm này ra để trả lại cái dung lượng ổ cứng ha. Chứ mà cài 2-3 cái phần mềm cùng vào thì nó nặng máy, chiếm cái dung lượng. Rồi sau khi các bạn xem xong video này thì chúng ta kết thúc luôn cái bộ video hướng dẫn các bạn sử dụng phần mềm Format Factory ha, trong việc chuyển đổi những định dạng file, một cái phần mềm rất là hữu hiệu và miễn phí đối với những ai thường xuyên làm việc với video hình ảnh, tóm lại những file media ha. Thì chúng ta nên có cái phần mềm này để chuyển đổi giữa cái định dạng. Và nếu như các bạn muốn xem những video chia sẻ của mình về những cái phần mềm hay thì các bạn có thể nhấp vào nút đăng ký ở bên dưới video này để chắc chắn rằng các bạn không bỏ lỡ những video mới từ mình. Và mến chào, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.